Ba biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh tin mới nhất. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Ở những phút sắp tới đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Những thông tin về tình hình mưa lũ tại Trung Quốc. Đáng chú ý là việc nước này chuẩn bị đón thêm cơn bão thứ ba đổ bộ vào đất liền. Và bên cạnh đó là vai trò cắt lũ của đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang. Trước khi đi vào nội dung chính thì xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các tin tức chính ngay sau đây. Trung Quốc chuẩn bị đón cơn bão thứ ba, đập Tam Hiệp đã xả lũ mức 37%. Một mình đập Tam Hiệp không thể cắt hết lũ. Có đập Tam Hiệp, cố đô Tây An vẫn chìm trong biển nước. Bài học chống lũ ở Tam Hiệp dành cho Việt Nam. Ngay sau khi cơn bão số 2, cơn bão gây mưa lớn tại tỉnh Hải Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thì cơn bão Mujige là cơn bão nhiệt đới thứ 3 trong năm nay sẽ đổ bộ vào Trung Quốc vào đêm ngày thứ 3 và sáng ngày thứ 3. Theo thông tin từ Bộ Quản lý các tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, bão Mujige, cơn bão nhiệt đới thứ 3 trong năm nay sẽ đổ bộ vào đất liền nước này vào đêm thứ 2 và sáng thứ 3. Dự kiến đêm thứ 2, bão số 3 đổ bộ vào khu vực phía bắc bờ biển tỉnh Phúc Kiến đêm ngày thứ 2, sáng sáng ngày thứ 3 tới. Các khu vực như Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tô sẽ có mưa vừa và mưa rất to, đặc biệt là khu vực Chiết Giang lượng mưa có thể lên tới 140 mm. Trước những diễn biến của bão số 3, cơ quan phòng chống thiên tai Trung Quốc đã khởi động mức ứng phó mưa bão cấp 4, đồng thời yêu cầu các địa phương có bão đi qua cần làm tốt công tác phòng ngừa. Trung Quốc vừa trải qua 2 tháng mưa lớn và lũ lụt kéo dài ở miền Nam, gây thiệt hại lớn về người và của. Tân Hoa Xã cho hay, lũ lụt ở Trung Quốc làm ít nhất 158 người thiệt mạng, thiệt hại kinh tế hơn 20 tỷ đô la. Hôm Chủ nhật, ông Vương Dũng, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, kêu gọi nỗ lực toàn diện trong kiểm soát lũ lụt và phục hồi sau thảm họa để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân. Ông Vương lưu ý rằng, rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn đang gia tăng khi mực nước cao ở sông Hồ và Hồ Chứa đang đe dọa cơ sở hạ tầng kiểm soát lũ trên cả nước. Ông Vương đồng thời nhấn mạnh nỗ lực giám sát chặt chẽ tình trạng lũ lụt, chuẩn bị sẵn sàng cho bão và mưa lớn để ngăn chặn thảm họa và thương vong lớn. Ông Vương cũng yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường hỗ trợ cho các nạn nhân lũ lụt, kiểm soát dịch bệnh, ổn định cuộc sống, đền bù để khôi phục sản xuất ngày càng nhanh càng tốt. Ông cũng lưu ý rằng các nhà chức trách cần đảm bảo rằng những người đã thoát nghèo sẽ không trở lại tình trạng nghèo đói do thảm họa thiên nhiên trước trận lũ thứ 3 với lượng nước từ sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử đổ về cao kỷ lục thì đập Tam Hiệp đã xả lũ ở mức 37% để đảm bảo an toàn và sẵn sàng đối phó với đợt lũ tiếp theo. Trao đổi với China Global Television Network, Gao Yulei, cấp cao của đập Tam Hiệp nói rằng việc xả lũ có thể giữ mực nước tại các trạm quan sát thủy văn lớn ở hạ lưu trong phạm vi an toàn và cho biết thêm xả lũ cũng có thể giảm bớt lũ lụt và giảm bớt áp lực đối với vùng trung lưu và hạ lưu sông Trường Giang. Trong lần xả lũ thứ 3 này, tốc độ dòng nước chảy vào hồ chứa đã giảm xuống còn 34.000 mét khối trên giây. So với 2 lần xả lũ trước, ông Gao cho biết, lần này việc điều tiết lượng nước trở nên khó khăn hơn. Hình ảnh chụp từ ngày cuối tháng trước cho thấy đập Tam Hiệp mở 6 cổng xả lũ. Sau khi đập này hứng dòng nước lũ đạt đỉnh từ đợt lũ thứ 3 ở thượng nguồn sông Trường Giang trong năm nay, mưa lớn và lũ lụt kéo dài đã tàn phá Trung Quốc. Kể từ đầu mùa lũ, hiện nay mực nước của 433 con sông đang vượt mức báo động, trong đó có 33 không ghi nhận mức nước cao kỷ lục. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp không phải là mối đe dọa đối với hệ thống kiểm soát đa chức năng của đập. Trước đó, đập Tam Hiệp cũng đã phải mở 3 cửa xả lũ để đối phó với lũ số 2 trên sông Trường Giang, giữa lúc mực nước lại hồ chứa vượt mức cảnh báo lũ hơn 15 m. Vào đầu tháng trước, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang tuyên bố mực nước sông lên tới 146,97 m với lưu lượng nước cực đại là 53.000 mét khối trên giây, tương đương với trận lũ lịch sử năm 1998, từng khiến hơn 4.000 người thiệt mạng. Lũ lụt kéo dài trên sông Trường Giang là thử thách lớn đầu tiên của đập Tam Hiệp khổng lồ, nhưng lũ lụt đã chỉ ra một mình đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ sông Trường Giang. Lũ lụt kéo dài dọc theo sông Trường Giang ở miền Trung Trung Quốc đã làm sống lại những ký ức kinh hoàng của trận lũ lụt năm 1998. Trận lũ lịch sử khiến gần 4.000 người chết và gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Điều làm nên sự khác biệt của lũ lụt năm 2023 hiện tại đó là đây là thử thách lớn đầu tiên đối với thiết kế của đập Tam Hiệp khổng lồ trên sông Trường Giang, một dự án thủy điện và kiểm soát lũ được bắt đầu xây dựng vào năm 1994 và hoàn thành vào năm 2006. Ngoài ra, đây cũng là một bài kiểm tra về công nghệ của Trung Quốc với tư cách là nhà cung cấp viện trợ cơ sở hạ tầng. Mưa lớn kéo dài 2 tháng qua ở Trung Quốc dẫn đến lũ lụt tồi tệ và khiến ít nhất 158 người thiệt mạng và mất tích. Chính quyền đã sơ tán hàng triệu người khỏi các khu vực bị đe dọa. Quân đội Trung Quốc triển khai hàng nghìn binh sĩ để giúp giảm thiểu thiệt hại lũ lụt trong lưu vực sông Trường Giang. Chính phủ Trung Quốc đang theo dõi tình hình chặt chẽ. Theo các nhà chức trách, không có lý do gì để lo sợ về một mối đe dọa đối với cấu trúc của chính đập Tam Hiệp.
bởi nó được thiết kế để giúp đối phó với lũ lụt. Tuy nhiên, một số báo cáo bao gồm cả phương tiện truyền thông phương Tây đã đặt ra câu hỏi về sự an toàn của đập. Một số dựa trên việc giải thích sai về một bức ảnh vệ tinh cho thấy con đập bị uốn cong dẫn đến lo ngại về nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp. Trên thực tế, Trung Quốc đã phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt rất lớn vào mùa hè này vì những lý do phức tạp không chỉ tập trung vào đập Tam Hiệp. Theo South China Morning Post, đập Tam Hiệp đã đóng vai trò chống lại lũ lụt, nhưng thật không thực tế khi mong đợi một con đập dù lớn đến đâu giải quyết lũ lụt ở quy mô này. Khi nước lũ dâng cao ở thượng nguồn, chính quyền Trung Quốc đã ra phản ứng bằng cách xả một lượng lớn nước từ đập Tam Hiệp. Điều này chắc chắn đã làm trầm trọng thêm lũ lụt ở hạ lưu. Điều này đặt ra vấn đề về xu hướng của Trung Quốc tập trung vào các dự án lớn mà đầu tư chưa tương xứng với các dự án công trình nước nhỏ hơn nhiều ở thượng nguồn. Theo các chuyên gia xây dựng, các đập hoặc anh nhỏ hơn ở vị trí chiến lược lại thượng nguồn để biết điều tiết dòng chảy lũ có thể cũng quan trọng. Nếu không muốn nói được như vậy, theo giới quan sát, Trung Quốc có thể làm nhiều hơn về mặt này. Hiện tại, bất cứ khi nào có lũ lụt, mọi người có xu hướng nhìn vào đập Tam Hiệp và hy vọng nó sẽ giải quyết tất cả các vấn đề. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, như đợt lũ năm nay cho thấy suy nghĩ này là sai. Tờ South China Morning Post cho rằng việc xây dựng đập Tam Hiệp phải trả giá bằng những thiệt hại về xã hội và môi trường. Khi hàng triệu người phải di rời, lợi ích của con đập sẽ dẫn được bảo vệ và tăng cường bằng cách tập trung vào các dự án kiểm soát lũ phụ trợ nhỏ hơn. Thành cổ Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc mới đây đã trở thành nạn nhân của mưa lũ, vốn đã hoành hành ở nhiều vùng rộng lớn ở Trung Quốc suốt 2 tháng qua. Những cơn mưa lớn đổ nước thành cổ và những hậu quả khủng khiếp mà nó gây ra cho Tây An đã được nhiều người dân địa phương đưa lên mạng xã hội. Một số hình ảnh chia sẻ trên mạng cho thấy nhiều con đường biến thành sông với nước cao ngang lưng. Một số người thậm chí treo kayak đến lượn quanh thành phố. Ngày càng có nhiều lo ngại về đập Tam Hiệp khổng lồ, nơi mà mực nước hồ chứa đã dâng 15 mét so với mức cảnh báo, mức cao nhất kể từ khi đập Tam Hiệp được hoàn thành năm 2006. Một số chuyên gia bày tỏ sự hoài nghi về vai trò của đập Tam Hiệp trong việc phòng chống và giảm nhẹ lũ lụt khi mà đợt lũ mùa hè đã lan rộng ở các tỉnh hạ lưu, bao gồm Hồ Nam, An Huy, Giang Tây và Giang Tô. Họ cho biết, mặc dù năm nay lũ lụt trên sông Trường Giang rất nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa là gì so với kịch bản xấu hơn vốn được dự tính trong quá trình thiết kế đập. Kỹ sư trưởng của Cục Tài nguyên Địa chất và Khoáng sản tỉnh Tứ Xuyên, người cũng viết một chuyên mục trên tạp chí Địa lý Quốc gia Trung Quốc, ông Fan Xiao cho biết, đập Tam Hiệp được thiết kế để chịu đựng trận lũ tồi tệ nhất ở quy mô một thế kỷ mới, có một hai lần nhưng hiện nó đã không thực hiện được vai trò điều tiết lũ khổng lồ của mình. Mặc dù các trận lũ năm nay ít nghiêm trọng hơn so với trường hợp xấu nhất, trong thông số thiết kế, khi xây dựng đập Tam Hiệp được đặt ra mục tiêu là kiểm soát lũ lụt và bảo vệ các trung tâm đô thị như Vũ Hán và Trùng Khánh. Tuy nhiên, cả hai thành phố đã bị nhấn chìm một phần nào đợt lũ này, mặc dù nhà điều hành đập Tam Hiệp đã nói rằng tình hình có thể đã tàn khốc hơn nhiều nếu không có đập. Bài học chống lũ từ Trung Quốc đã khiến cho Việt Nam phải nhìn nhận lại về công tác theo dõi, giám sát mưa lũ ở các hồ chứa sử dụng lòng sông, bãi sông và hệ thống đê điều. Trong một bài báo của báo điện tử vtv.vn đưa ra nhận định rằng Việt Nam đã vào mùa mưa bắt đầu từ cách đây 10 ngày tại Hà Giang và một số tỉnh miền núi. Vừa qua tại Đắk Lắk cũng đã xảy ra mưa lũ khiến nhiều huyện xảy ra hiện tượng ngập lụt cục bộ. Theo dự báo vào đầu tháng tới, tại nhiều địa phương sẽ có đợt mưa lớn trên diện rộng và có nơi mưa to và rất to. Công tác đối phó với tình hình mưa lũ phức tạp được chuẩn bị thế nào? Các công trình phòng chống thiên tai hiện nay đã đáp ứng được yêu cầu chưa? Còn có những khó khăn bất cập nào? Trong chương trình sự kiện và bình luận vừa qua trên VTV, với sự tham gia của hai vị khách mời là ông Trần Quang Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai và ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã cùng trao đổi về vấn đề này. Từ đầu tháng này đến nay, Trung Quốc đã phải chứng chịu rất nhiều trận mưa lớn kéo dài và trên diện rộng nhiều địa phương ở miền Nam và miền Đông Trung Quốc đã nâng cao cảnh báo mưa lũ lên mức cao nhất, cảnh báo đỏ từ đầu mùa lũ đến nay. Trung Quốc đã có ít nhất 141 người chết và mất tích, hơn 40 triệu người bị ảnh hưởng và nặng nề, thiệt hại vật chất thống kê chưa đầy đủ, hơn 12 tỷ đô la, ngay cả con đập lớn nhất thế giới Tam Hiệp trên dòng sông Trường Giang ghi nhận mực nước tích trong dòng hồ cao kỷ lục từ trước đến nay 168,18 m, tích trữ 14 tỷ mét khối. Theo thiết kế, dung tích hồ chứa của đập Tam Hiệp lên tới 22 tỷ mét khối. Đánh giá về tình hình mưa lũ của Trung Quốc, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết đã có 433 con sông vượt báo động. Mưa lũ làm hồ chứa phải xả lũ cùng nhiều tuyến đê bị phá hủy, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Nhận định bài học cho Việt Nam trong câu chuyện kiểm soát lũ ở đập Tam Hiệp, ông Trần Quang Hoài nhấn mạnh, Tam Hiệp là công trình cắt lũ lớn nhất so với các quốc gia khác. Khi Tam Hiệp xả lũ để đảm bảo an toàn thì hệ thống đê điều gặp sự cố. Đối với Việt Nam, từ khi xây dựng Hồ Hòa Bình và Hồ Sơn La, các cơn lũ vặt thì chúng ta đã cắt được lũ. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực phòng chống thiên tai cũng nhận thức được Hồ Hòa Bình và Hồ Sơn La cắt xong lũ.
Nhiệm vụ của hệ thống đê điều trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình đang giảm đi nhiều. Không cần đầu tư nhiều, tôi cho rằng đây là nhận định không phù hợp với tình hình thực tiễn. Do diễn biến của mưa lũ, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai nhấn mạnh, bài học từ Trung Quốc khiến chúng ta phải nhìn nhận lại về công tác theo dõi, giám sát mưa lũ, hồ chứa, sử dụng lòng sông, bãi sông và hệ thống đê điều. Hệ thống đê điều vẫn cần phải công trình phòng chống lũ trọng điểm nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới nhất.